Bóng đá không chỉ là những cuộc đấu trí, đấu sức đầy căng thẳng, mà ở đó họ còn phô diễn những kỹ thuật đầy hoa mỹ và đẹp mắt. Trong video ngày hôm nay, YouSports Channel sẽ giới thiệu đến các bạn 3 kỹ thuật gắn liền với tên cầu thủ tạo ra hoặc thường xuyên sử dụng chúng. Nói về các cầu thủ có kỹ thuật bậc nhất hiện còn đang chơi bóng thì có người yêu, có người ghét, nhưng các bạn không thể phủ nhận rằng Neymar là một trong những cầu thủ có kỹ năng siêu việt và dạng hiếm có. Và có một kỹ thuật đỡ bóng bước 1 anh rất thường hay sử dụng, đó chính là kỹ thuật Neymar Touch. Đây là một động tác đỡ bóng bước 1 bằng cách bắt chéo lòng trong của chân ra phía sau. Nó trông không hề phức tạp nhưng vẫn được khá nhiều người chú ý. Có rất nhiều người cho rằng Neymar Touch là kỹ thuật chỉ dùng để biểu diễn và phô diễn kỹ thuật cá nhân và nó không đem lại một sự hiệu quả cao. Tuy nhiên, các bạn hãy xem hai tình huống sau đây để biết hiệu quả của nó nhé. Tình huống 1 là khi chúng ta đỡ bóng theo cách thông thường. Nếu đỡ tốt, quả bóng sẽ nằm ở gần ngay phía chân chúng ta, thường sẽ cần dừng lại một nhịp để tiếp tục tình huống đi bóng. Còn khi dùng Neymar Touch thì đặc điểm là hướng lòng bàn chân hơi nghiêng sẽ có thể điều hướng cho quả bóng trôi về phía trước để bớt đi một nhịp khống chế kéo bóng. Việc tiếp tục phát triển tình huống sẽ thuận lợi hơn. Về thực hiện động tác, chúng ta cần di chuyển để sao cho điểm rơi của quả bóng nằm ở phía sau lưng một khoảng vừa đủ để vòng chân ra phía sau tiếp bóng. Vị trí tiếp bóng là giữa lòng bàn chân, chân trụ có thể nhảy lên hoặc trụ dưới tùy vào cao độ của quả bóng khi rơi xuống vị trí thuận lợi. Kỹ thuật tiếp theo mà tụi mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là McGeady Spin, được đặt theo tên của một tiền vệ cánh người Ireland, người thường xuyên sử dụng kỹ thuật này. McGeady có thể là một cái tên xa lạ với nhiều người, nhưng nếu từng thử qua các tựa game bóng đá thì có thể các bạn sẽ ít nhiều biết đến chàng tiền vệ với 5 sao kỹ thuật này. McGeady Spin có thể nói là một biến thể từ kỹ thuật xoay người 360 độ roulette, cũng là dùng gầm giày của một chân kéo quả bóng lại gần. Muốn đưa bóng về hướng nào thì dùng chân phía bên đó để kéo bóng. Điểm khác biệt là ở chạm thứ hai, thay vì dùng gầm giày của chân còn lại để kéo bóng đi, thì McGeady Spin sẽ dùng má ngoài của chân kia để đẩy quả bóng ra xa, thoát khỏi tầm kiểm soát của người phòng thủ rồi phát triển tình huống. McGeady Spin thích hợp với sử dụng khi 1v1 đối thủ ở phía ngang hông hoặc chắn trước mặt, hoặc đôi khi nó cũng sẽ hữu dụng khi bị vây ráp bởi quân số đông. Và cuối cùng, đó là một kỹ thuật huyền thoại và cũng được đặt theo tên của một huyền thoại và đạt được hiệu quả khá cao, đó chính là Rip Turn. Đây là một kỹ thuật kinh điển từng được Thánh Johan sử dụng trong trận đấu với tuyển Thụy Điển vào World Cup năm 1974. Rip Turn là một kỹ thuật kết hợp giữa dạng sút hoặc truyền và đẩy bóng đổi hướng ra phía sau chân. Rip Turn sẽ thích hợp sử dụng trong trường hợp bị đối thủ kèm sát ở phía ngang hông hoặc sau lưng. Một nhịp nhấp nhẹ sút của chúng ta có thể khiến đối thủ lỡ trớn khi quả bóng bị ngoặt lại, từ đó mở ra cơ hội bứt tốc hoặc đi bóng. Để thực hiện động tác Rip Turn, trước hết chúng ta còn có động tác Fake Shot hoặc là Fake Pass trông giống như thật để đánh lừa đối thủ. Điểm chú ý tiếp theo là nên đặt chân trụ phía trước quả bóng để tạo đà di chuyển thuận lợi khi ngoặt bóng quay lại. Bước cuối cùng là chuyển thân đổi hướng để thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ. Và đó là 3 kỹ thuật được cho là signature của Neymar, McGeady và Johan Rip. Những kỹ thuật này đều không quá khó để luyện tập thuần thục nó, và nó lại có một độ hiệu quả nhất định trong một vài tình huống. Hy vọng các bạn có thể chăm chỉ luyện tập nó. Và trước khi rời đi, đừng quên like cũng như là nhấn nút đăng ký kênh cho tụi mình để tụi mình có thể làm những video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.